Vâng, đá phong thủy ANG xin chào quý vị ha. Thì hôm nay chúng ta có cái gì ạ? Vâng, em có một viên đá thô. Loại đá này tên của nó là đá xà cừ ha quý vị ha. Hay còn có một cái tên gọi khác là Hắc Nguyệt Quang. Thì như cái viên đá này thì quý vị có thể thấy là ở ngoài nắng ha, chúng sẽ toát lên những cái ánh xà cừ ha. Màu xanh dương có nè, màu vàng có nè, màu cam có nè và cả màu tím nữa quý vị ạ. Thì thường thì nó xuất hiện ở màu xanh dương và màu vàng. Rồi thì ưu điểm và khuyết điểm nó như thế nào thì mời quý vị cùng LNG xem qua ở cái phần sau của video. LNG sẽ chia sẻ cùng quý vị ha. Kênh Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào YouTube và gõ Đá Phong Thủy LNG. Sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé. Vâng, Đá Phong Thủy LNG xin chào các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen và tìm biết đến cái dòng đá gọi là đá xà cừ. Thì có thể là một số anh chị em, bạn bè đang xem trên video thì cũng có thể là đã biết về đá này. Và em xin chia sẻ với những bạn mà chưa biết hoặc là không biết đến nó thì em sẽ chia sẻ về những cái tính năng và những cái ưu điểm cũng như là những cái khuyết điểm của nó và cái sự ưa chuộng của nó ở những cái quốc gia khác và nó lên trang sức để làm gì và như thế nào ha. Thì ở cuối video em sẽ chia sẻ cho quý vị một số sản phẩm từ nước ngoài nha quý vị nha, giá cũng khá là đắt đỏ nhưng mà hiện tại ở Việt Nam và qua sự chế tác của LNG thì nó không có cao hơn quý vị ha. Và LNG không biết là với cái một cái tảng đá thô như thế này và nó có cái nền màu vàng cam ở đây và nền xanh lá xanh dương và cả xanh cổ ngang ha quý vị ha, như thế này thì không biết là sẽ làm gì với cái phôi này, hoặc là chúng ta tạc tượng hoặc là chúng ta sẽ chọn cái mắt này để làm nó thành mặt dây chuyền hoặc mặt nhẫn thôi quý vị ha. Bởi vì như quý vị thấy là chúng ta chưa hề chiếu sáng nha, chỉ với ánh sáng bình thường thôi thì viên đá của chúng ta nó đã có thể phát quang rồi. Và điều đặc biệt hơn là đây là ở trên cái đá thô chưa thành hình và chưa được keo bóng thôi quý vị ha. Khi mà nó đã được qua chế tác thì nó sẽ trở nên sắc sảo hơn, tươi hơn và rực hơn. Thì như quý vị biết rồi thì hoa muôn màu muôn vẻ và mọi thứ cũng có thể là muôn màu muôn vẻ và đa sắc ha. Nhưng mà liệu để những thứ đó nó có thể tồn tại theo thời gian, tồn tại theo năm tháng thì chỉ có thể là ở đá mà thôi. Thì bây giờ như cái viên đá này đây, như quý vị thấy ha. Đấy. Thôi, chiếu vô nó chói quý vị ơi. Mặc dù bình thường là nhìn nó đã tươi rồi. Đó. Thì với một cái viên như thế này đây, ưu điểm của nó là như thế nào ạ? Ưu điểm của nó là nó sẽ có màu sắc như thế này. Và nó sẽ có chục màu của nó nha quý vị nha. Chục màu của nó, ví dụ như là ở trên này là màu xanh. Thì ở phía đằng sau lưng của nó cũng là màu xanh. Hoặc là đằng trước thì màu xanh nhưng mà đằng sau là màu vàng và màu nâu thôi quý vị ha. Nó có rất là nhiều màu sắc. Và điều thú vị ở đây là với một cái viên đá thô thì không thể nào chúng ta có thể sử dụng hết nguyên một viên và chúng ta phải cắt nó ra để mà chọn những cái mắt màu như thế này, chọn những cái lớp màu như thế này để mà chế tác ha quý vị ha. Bởi vì vốn vĩ thì cái dòng đá xà cừ này thì chắc các chị anh chị em trong nghề thì cũng đã quá rõ với nó rồi, vì nó khá là rạng. Vâng, cái dòng đá này á ưu điểm là đẹp trai nha, nhưng mà khuyết điểm là không có được dẻo dai bởi vì nó cũng có khá là nhiều rạn. Và để được một cái sản phẩm hoàn hảo thì đành phải lọc rạn ra hơn, đành phải lọc rạn nó ra ha quý vị ha. Đây em đã cắt nó ra và xem coi cái lớp của cái lớp ánh sắt như thế này nó nằm ở vị trí nào và phải cắt ra làm sao để mặt có ánh sáng và đáy có ánh sáng. Và điều tuyệt vời hơn hết là bạn cắt làm sao và bạn chọn thế nào để những cái viên đá mà chúng ta quyết định nó làm sản phẩm cho trang sức thì nó phải bớt đi, giảm hẳn tối đa đi về rạn và
phải đẩy mạnh về lửa đó, chứ không như những cái sản phẩm mà đá sạc cừ mà để rạn banh chành ha quý vị ha, như thế nó sẽ xấu cái viên đá của chúng ta, và điều tệ hại hơn là nó sẽ kéo cho cái chân sức đi xuống luôn, xấu theo luôn ha quý vị ha, gọi là xấu lây xấu đều đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ soi cho quý vị xem ha. Đây thì cấu trúc của cái viên đá sạc cừ này như quý vị thấy là bên trong cũng có tạp nè ha, đó, và khá là nhiều rạn luôn đó quý vị thấy ha, những cái rạn sọc ngang như thế này đây đó. Để mà có một cái viên đá hoàn hảo như những cái video trước chia sẻ về những cái cách để mà chúng ta chọn lựa phôi, chọn lựa thịt ở những cái đá mài phân xét cũng như là những cái đá mài láng như thế này ha, thì LNG cũng đã chia sẻ rất là nhiều và rất là nhiều điều thú vị để cho quý vị hiểu thêm về sản phẩm đá thiên nhiên bên LNG đưa ra với cái tiêu chí và với cái nhu cầu về chất lượng khá là cao. Thì như quý vị thấy, khó để mà có một viên đá trang sức khá là hoàn hảo, khá là đẹp để chúng ta sử dụng, vận dụng phong thủy ha quý vị ha. Điều đầu tiên hết là điều đầu tiên và điều trước hết là nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái may mắn ổn định với nhiều cái cơ hội đến với chúng ta. Vâng, một cuộc sống có may mắn là chúng ta sẽ có tất cả ha quý vị ha. Vì phàm là mọi điều tốt đẹp, không có cái gì gọi là thiếu may mắn cả. Tôi không có thể nào thành công khi mà tôi không may mắn, tôi không thể nào mà trở nên hạnh phúc khi mà tôi thiếu may mắn ha quý vị ha. Vâng, đó là điều tuyệt vời mà LNG đã quyết định sử dụng phong thủy và kinh doanh phong thủy cũng như là trao phong thủy. Bởi vì khi mà em bước vào ngành đá này thì vốn của em chỉ có mỗi hai chữ phong thủy mà thôi, còn về tiền nông hay là đá thì không có nhiều như bây giờ ha quý vị ha. Rồi thì em xin mời quý vị xem qua về những cái sản phẩm của nhiều quốc gia mà người ta đang đưa vào cái ngành kim hoàn và người ta đang bán trên mạng, bán tràn lan trên mạng rất là mạnh ha quý vị ha. Rồi thì mời quý vị xem qua, và quý vị ơi, quý vị nào cảm thấy kênh thú vị và có nhiều điều hữu ích thì vui lòng like và chia sẻ ủng hộ kênh ha quý vị ha. Rồi thì em xin chào quý vị và mời quý vị xem qua về những cái món sản phẩm, những cái sản phẩm trang sức mà vận dụng bằng đá sà cừ ha quý vị ha, hay còn gọi là hắc nguyệt quan. Rồi NG xin mời quý vị ạ. Vâng, và đây là một số mẫu trang sức từ đá sà cừ ha quý vị ha, hay còn gọi là hắc nguyệt quan. Thì như những gì mà LNG đã chia sẻ và đã trình bày với quý vị, thì LNG luôn luôn tìm tòi và thu thập những cái gì tốt đẹp nhất trong và lẫn ngoài nước ha quý vị ha, hồng mang đến cho quý vị một món trang sức rất là đẹp và rất là tinh tế. Thì như quý vị thấy đây, những cái món trang sức được lên từ sản phẩm đá sà cừ hay còn gọi là hắc nguyệt quan, thì giá của nó trên thế giới cũng khá là cao hơn quý vị ha. Thì thú vị hay thì Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều khoáng sản, và một điều tuyệt vời nhất mà quý vị chắc có thể là không để ý tới, thì hầu như những cái cổ mộ của Ai Cập trên những cái món trang sức và những cái đồ ở trong cổ mộ, hầu như là người ta đều có sử dụng đá sà cừ ha quý vị ha. Bởi vì vua chúa bên Ai Cập ngày xưa người ta rất chuộng cái dòng đá này. Người ta tin rằng là nó mang đến ánh sáng và nó mang đến sự may mắn cho người dùng. Nên hầu như là những cái món sản phẩm đó ở các triển lãm, quý vị lưu ý sẽ thấy đâu đó trong những cái món đó đều có đá sà cừ nha quý vị nhé. Và như quý vị thấy đây, những cái món sà cừ, những cái món kim hoàn trang sức được lên đá sà cừ cũng khá là bắt mắt. Nhưng mà giá của nó thì khá là rẻ so với lại chúng ta dùng đá opal ha quý vị ha. Một cái dòng đá cũng được nước ngoài khá là ưa chuộng và cũng khá là đắt đỏ. Rồi thì cảm ơn quý vị đã tham gia và đồng hành cùng LNG nhé. Rồi LNG xin chào quý vị ạ.